Chào mừng mọi người đã truy cập vào kênh Chim Sẻ Nắng Official. Chúc mọi người sẽ có những giây phút vui vẻ bên những trận đấu đầy chế hay. Chạy đây. Ok, như vậy là chúng ta đã đến với trận thi đấu thứ hai trong kèo đấu này. Màn hình máy các bạn đang xem đó chính là đối thủ Chim Sẻ. Ui rồi, máy qua né được hai con sư tử. Liệu rằng trận này sẽ có bung hai nhà chính được hay không thì còn phải chờ vào sự ủng hộ của anh em nữa. Anh em nào muốn sẻ bung hai nhà chính trận này thì nhanh tay comment số 2 trên group chat và chia sẻ vào livestream này anh em ơi. Chúng ta có một vài đấu đã có voi về đây rồi. Vâng, có đủ khả năng để bung hai nhà chính đấy. Anh em có thể comment ngay số 2 trên group chat để Chim Sẻ Nắng nhìn thấy và bung hai nhà chính. Mặc dù màn hình nhìn qua màn hình nhỏ thì các bạn có thể thấy là sẻ đang nhìn màn hình thôi, nhưng mà thực ra là vẫn có điện thoại để trước để đọc comment của anh em đấy. Điện thoại trước đọc comment anh em. Anh em comment nhiều số 2 thấy ngay. Đó, làm vòng đi dò thôi, một voi đưa về. End of thiết kế hai sư tử cạnh đó. Rất nhiều số 2 đang comment ở trên group chat và chúng tôi còn đang chờ đợi xem trận đấu này sẽ có bung hai nhà chính hay không khi đối đầu với Nhãn Tử. Vâng, đang đi dò nhưng mà à đây rồi, nhưng mà có con voi tiếp theo. Hai con voi nữa luôn. Tổng động viên 3 voi thì cho anh thủ Chim Sẻ. Nếu mà bây giờ đóng BG thì không bung hai nhà chính, còn nếu mà không đóng thì sẽ bung. Như vậy là đã đóng BG rồi, thế là một bài đấu mà sẽ không bung hai nhà chính đến anh thủ Chim Sẻ. Bung 3 nhà chính đi nào á. Ôi giời ơi, đúng là chỉ có thể là anh Hào thôi. Chiều thắng kèo tối vào gáy ngay, bung 3 nhà chính đi. Rồi đưa thêm một con voi này về thôi. Chào anh, chào bạn Nguyễn Yến Nhi nhá. Chào anh em. Hai là em đây à. Thế thì lúc nãy bảo vệ đánh kèo kia đi thì không đánh, làm thằng Hưởng nó về mất. Ôi giời à. Vâng, như vậy là lại gặp sư tử đây rồi. Nhưng mà sư tử không cắn anh em ơi. Ôi, quay đầu luôn. Chạm 4 anh em nhá. À, kèo solo chạm 5, xin lỗi các bạn. Kèo 22 mới chạm 4. S2 thiết kế đây rồi. Vâng, và đến với trận đấu này thì chúng tôi vẫn xin giới thiệu các bạn GD Chair Debris Butterfly điểm tựa thành công. Là mẫu ghế cấp học tốt nhất và nổi tiếng nhất của GD Chair. Ghế dùng chất liệu lưới cao cấp, mềm, mịn, bền và thoáng khí, phù hợp với khí hậu nhiệt đới gió mùa nóng ẩm của Việt Nam. Với tính năng tùy chỉnh đa dạng, phù hợp với vóc dáng người Việt, giúp giảm trọng lượng cơ thể, tác động lên cột sống, cổ vai gáy, phòng tránh và cải thiện các bệnh về xương khớp với dân văn phòng. Được sản xuất bởi GD Chair, nhà máy sản xuất ghế ergonomic hàng đầu thế giới. Ghế GD Chair Debris Butterfly bảo vệ sức khỏe, mang lại trải nghiệm sụn tuyệt vời cho bạn. Anh em có thể truy cập theo đường link mà mình đã ghi phần comment để xem chiếc ghế đến từ nhà chợ GD Chair chúng tôi. Cảm ơn anh em rất nhiều. Như vậy là một bài đấu không bung hay là chính cho đối thủ Chim Sẻ. 3 voi hiêu đầu và đầu bài. Mỗi thế thôi à? Bài có vẻ cũng được coi là bình thường thôi. Có anh ơi, kèo này có thưởng anh ơi. Trong kèo solo này thì thắng sẽ được 200 tệ mà thua thì sẽ được 100 tệ. Kèo với tễu thì thắng 400, thua 200. Đấy, anh em có thể tính xem là được bao tiền đấy. Tệ thì em lại không biết cho lắm bởi vì em chưa bao giờ được tiêu đến tiền tệ cả. Toàn tiêu tiền mấy chục nghìn thôi, không biết tiền triệu là gì luôn. Thành ra là tệ lại càng khó với em hơn. 25 dân. Đi chạm lên nhưng mà anh em nhìn thấy khung tỷ số bây giờ nó kín rồi. Bây giờ kèo solo đi chạm 4 mà kèo kèo solo chạm 5, kèo 22 chạm 4 nên là nó thành hai kiểu. Hơi khó anh em ạ. Và trước khi đến với những tình huống giao tranh ở trong trận đấu này thì vẫn rất mong anh em thể inbox vào fanpage của game thủ Chim Sẻ Nắng hoặc fanpage Chim Sẻ Food để thể đặt hàng thịt trâu các bếp với giá 600k trên 1kg, free ship trên toàn quốc cho anh em trong buổi tối ngày hôm nay. Chuẩn bị đến cuối tuần rồi anh em, cuối tuần là chưa có đồ nhậu nên nhanh tay inbox đặt hàng thịt trâu các bếp để có thể mời bạn bè đến nhà nhậu cuối tuần này anh em nhé. Cuối tuần này tôi dự định là cũng làm nồi lẩu đây, làm tí thịt trâu nữa, uống bia đẹp luôn, hợp lý đúng không ạ? BA. Thế không nên đời à? DM. Hai trận đấu đầu tiên thì Nhãn Tử toàn kiểu nhảy dây này. Rồi, như vậy là 9 phút 50 với 25 dân cộng 1. Cứ như vậy thôi. Cháy Bùi Ngọc Sơn nhá, chào anh em. Và hiện tại thì Chim Sẻ Food vẫn đang tuyển thêm cộng tác viên của đại lý bán hàng trên toàn quốc.
khi mà anh em trở thành cộng tác viên hay đại lý bán hàng của 90 phút thì sẽ được đào tạo thêm về kỹ năng bán hàng offline và online trên các nền tảng Facebook, Zalo, Shopee, TikTok, vân vân. Anh em nào muốn trở thành đại lý hay cộng tác viên bán hàng của 90 phút thì các bạn có thể liên hệ qua số điện thoại Zalo là 0832 986 999. Rất mong được kết hợp cùng với anh em trên mọi miền của Tổ quốc. Cảm ơn anh em rất nhiều. Rồi, tăng A thôi. Đây sẽ là nhà BA thứ hai. Ba nhà BA được rồi anh em ơi. Bốn A và đây là BA thứ năm tới từ bài đấu của đội chim sẻ, vẫn là một bài 5A thôi. Trong hai trận đấu đầu tiên thì đều là những bài đấu ổn và chim sẻ đang đều có thể đánh với những bài đấu 5A khi đối đầu với Nhãn Tử trong buổi tối ngày hôm nay. Đối đầu với Nhãn Tử thì chạm năm thì mình nghĩ là 5-0 không nhỉ? 5-0 nghe hơi khó, thôi thì 5-1, 5-2 đi. Anh em dự đoán như thế nào về tỷ số kèo đấu này? Liệu rằng có thể xảy ra một tỷ số 5-0 không? Anh em dự đoán tỷ số đấy có thể đưa ra ở phần comment anh em nhé. Mình sẽ xem là dự đoán của tôi với anh em có giống nhau hay không. Chứ về cá nhân tôi thì kèo này chắc 5-1, 5-2 là căng. Tờ đầu tiên 5A đều. Rồi bo bế nhà cửa mình thôi. Nghe nói bình luận viên lương 30 triệu à? Của em là gì được đến tập đấy anh? Lương em 30 triệu nữa thì giàu quá. Vậy là Nhãn Tử lên đời rất muộn trong trận đấu này anh em ạ. Rồi, tân đầu tiên đã có, và tay cùng xem là Nhãn Tử đang nằm đâu trên bản đồ này. Như vậy là còn có thêm một mỏ quà nữa bên ngoài dành cho chủ chim sẻ. Và bắt đầu đẩy cung đi rồi, nhưng mà chưa thấy nhà đối phương đâu. Chúng ta cùng xem Nhãn Tử đang nằm đâu trên bản đồ này. Rồi, đội bạn đã có cung đờ đến nhà luôn. 5A tới từ Nhãn Tử. Và bắn luôn vào nhà đối phương. Một thế bài Nhãn Tử ở ngay góc 1 giờ thôi. Khá gần nhà của đội chim sẻ nắng. Và tơn đi vòng của chim sẻ nắng ở tơn đầu này thì nó cũng đang khá là hiệu quả. Khi mà khai thác được vào đó chính là nhà chính của đội bạn với những khoanh ruộng. Rồi tơn tiếp theo đẩy lên. Bây giờ chúng ta sẽ phải đưa quân về mặt 1 giờ nhiều hơn. Thứ nóng A sẽ là nghĩ rằng kiến thủ Nhã Tử ở góc 9 giờ nhưng không. Đội bạn nằm ở mặt 1 giờ trong trận đấu này. Bây giờ thì có một con dốc nho nhỏ để sẽ có thể dựa vào bàn. Đây, bỏ gỗ đây, chơi thôi. Kèo solo này coi như là một kèo gọi là khởi động đi. Sau kèo solo chúng ta sẽ đến với kèo 22 căng thẳng khi mà sẽ kết hợp thực tế và đối đầu với bộ đôi Sơ Luyến và Nhãn Tử anh em ạ. Tiếp tục giải quyết những con cung đờ ở đối phương. 5A bắt đều. Lần đầu vẫn còn và đang gây áp lực từ mặt 9 giờ vào nhà của đội bạn. Đấy, cứ đứng đây thỉnh thoảng tỉa cái bắt buộc đối phương phải cắt quân ra là mặt 9 giờ để đỡ. Và khi đội bạn cắt quân ra mặt 9 giờ thì lúc đó tân quân mặt 3 giờ chúng ta có thể xô vào và khiến cho đội bạn gặp nhiều những khó khăn hơn. Đây, 5 cung đời trong tân đầu vẫn cực kỳ khó chịu anh em ạ. Vào tỉa rất nhiều dân của đội bạn. Và Nhãn Tử đã cắt quân ra mặt 9 giờ rồi. Đây là thời điểm mà chúng ta có thể đấu quân ở mặt trước. Mặt nhà BA đối phương về 3 giờ. Tháp bài đang số là 60 dành cho đủ chim sẻ nắng. Và lại lao cung R vào giữa ruộng chính của Nhãn Tử nữa. Nhói anh em ơi. Nó nhói chứ. Nó đau chứ. Ây da. Với những anh em mà ít tay thì gặp phải những tình huống như thế này thì đúng là chỉ có thể là quýt. Rồi bạn ơi, tham lai là 51/80 dành cho cái thủ chim sẻ nắng với bài đấu này. Và đơn giản là đang gây áp lực rất lớn vào nhà đối phương. Mình nghĩ là chiến thắng sẽ có dành cho cái thủ chim sẻ khi mà lợi thế đang nhiều như thế này. Trong một map đấu solo thì khi mà đã có lợi thế lớn như vậy thì rất khó để chúng ta có thể không giành được chiến thắng như vậy. Cứ duy trì lợi thế này thôi. Bắt quân đội bạn. Tham lai đã bắt đầu đè dành cho cái thủ chim sẻ. Nhãn Tử đã có một dốc sau mông của sẻ đẻ. Mình nghĩ là nên lùi quân lại 6A rồi.
gỗ 2 rồi. Chưa đào vàng. Đó tách dần ra đào vàng tí làm thêm đầu máu nữa là đẹp. Rồi bạn đứng hết bên ngoài rồi. Và như vậy là có thêm một tấn công nữa, thế là Nhãn Tử đang lao vào. Một tấn mà có vẻ Nhãn Tử đang khá là hổ báo khi lao vào nhà của thủ chim chiến đang lên rồi. Và đây là pha vẩy cũng đờ tràn lên và bắt quân với bạn. Ở nhà thì dân đang bị chơi từ một thế công và sẽ chuyển về thế đánh thủ. Và lượng quân và Nhãn Tử tích cực ở thời điểm này cũng đang là kha khá. Có vẻ trong tình huống quân trước đó thì sẽ đang thua hơi nhiều. Tham lai là chỉ là 67 thôi. Một tấn nữa nở ra vẫn đứng kê mặt về giữa bản đồ. Cái mặt từ 3 giờ vào con dốc này thì nó cao quá ấy, các em ạ. Rất khó để chúng ta có thể vươn ra bên ngoài và đấu quân một cách song phẳng với game thủ Nhãn Tử. Từ mặt 3 giờ. Mặt 3 giờ là sinh nhật là con dốc cao quá. Đi vòng rồi. Một cái rừng cũng đã bắt đầu tù rồi. Và các bạn thấy Nhãn Tử đã đứng quân giữa map để bắt được đứng quân của đối thủ chim sẻ. Rồi thì là đấu quân nữa các anh thủ và chúng ta vẫn chưa đào vàng, sẻ vẫn chưa đào vàng trong trận đấu này. Chưa thì muốn đào vàng thì cũng hai. Dành cho cái thủ chim sẻ nắng. 73/80. Rồi, vẩy e tới này thôi. Chắc chắn sẽ không thể có vẩy e tới game thủ chim sẻ. Và chúng ta sẽ bắt một tấn quân to của Nhãn Tử. Đây sẽ là lợi thế rất lớn khi mà đối phương đi công và bị sẻ bắt quân như thế này. Trên hết luôn là toàn bộ tấn cung đi công của game thủ Nhãn Tử rồi. Và anh ấy đang cố gắng lao vào chim sẻ Nhãn Tử mặt giữa bản đồ với một tấn quân khác. Và sẻ cũng sẽ kéo một nửa quân mình về bắt quân đội bạn. Và vẫn sẽ có quân đi công nhà đội bạn không. Vẫn có một tấn lao lên nhà của Nhãn Tử. Và đánh thủ nghe khá là bị động. Rồi sau trận này bắt hết quân đối phương rồi. Đục e lao vào. Nhãn Tử đang mất rất nhiều cung rờ bên trong nhà chim sẻ. Anh ấy đang cố gắng thiêu quân lấy dân. Tập này thì dân và quân sẻ cũng đang là rất đông rồi. Cơ cấu lại ruộng thật nhanh và sau đó đi ốp nhà đối phương thôi. Vẫn chưa lao vào được. 6 nhà bia. Và tham lai 80 tới thủ chim sẻ rồi. Và đây sẽ là turn up quyết định ở trong trận đấu này. Để có thể hạ gục Nhãn Tử và nâng tỷ số lên là 2-0 trong kèo solo. Lên. Tầm này làm sao đỡ được anh dài. Lấy đâu đôi quân nữa mà đỡ. Bắn hết quân rồi còn đâu nữa. Quýt. Rồi đúng là như vậy. Quýt luôn tới thủ Nhãn Tử và tỷ số nâng lên là 2-0 dành cho thủ chim sẻ nắng trong buổi tối ngày hôm nay. Em trai Lâm Hoàng nhá, anh nữ Nhi Đồng. Người ta gọi là nữ nhi hồng nhưng riêng anh thì phải là nồng anh ạ. Và tại cũng chờ đợi đến với trận đấu thứ 3 ngay sau đây rồi. 2-0 nghiêng về cái thủ chim sẻ rồi.